Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì again, chúng ta đang đến với video của First Date. Vẫn là gà, cái mặt ngu ngu và cái giường bề bộn của gà vẫn chưa được dọn. Yay! Mình sẽ không bao giờ dọn giường. Mình nghĩ vậy. Rồi, cái câu chuyện là như các bạn đã nhìn thấy ở dưới tiêu đề, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái câu hỏi mà không biết tại sao kiểu như là trong 2-3 hôm vừa qua thì ai gặp mình cũng hỏi câu này. Và mình có một vài bạn inbox cho mình hỏi cái câu này nữa, đó chính là: chị ơi, tại sao em càng dưỡng da thì da em lại càng đen vậy? Càng cố gắng dưỡng trắng da thì da lại càng đen. Trời ơi, đây là cái vấn đề muôn thuở. Và video này mình hy vọng là sau khi các bạn xem xong thì sẽ một phần nào đó giải đáp được cho các bạn nha. Mừng mừng. Lâu lắm rồi thì First Day mới quay trở lại một video skincare, các bạn có hứng thú không? Đương nhiên là hứng thú rồi, yay. Mình đang đùa chứ tóc hôm nay cũng hình như con điên rồi đấy. Các bạn có thấy không? Cái mái này nó đã bắt đầu dài ra và mình lại có ý định nuôi mái dài, mà mình lại vuốt nó qua một bên. Và mặt mình lại ngu như ngày nào. Thôi không có nhiều nữa, chúng ta cũng bắt đầu video ngày hôm nay nha. Ok, thì một ngoài lề một chút xíu thì cái giọng của mình hôm nay nghe nó rất là kỳ đúng không? Bởi vì hôm nay mình đang bị cảm, cảm rất là nặng luôn. Nên các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu video ngày hôm nay luôn đây. Bây giờ là bắt đầu thật, mình chứ không phải như lúc nãy nữa. Rồi, cái nguyên nhân đầu tiên khiến cho các bạn theo mình nha, cái nguyên nhân đầu tiên mà khiến các bạn càng dưỡng da mà da các bạn càng đen đi là bởi vì các bạn tẩy da chết quá nhiều. Nghiêm túc tin mình đi, các bạn luôn luôn nghe người ta nói là vì cái lớp da của mình nó có một cái lớp da chết sần sùi ở trên thì nó không có hấp thu được gọi là dưỡng chất đúng không? Rồi khi mà mình tẩy da chết xong thì da của mình có một cảm giác rất là sảng khoái, rất là fresh luôn. Là cứ mỗi lần mà mình tẩy da chết xong là y như rằng mình sẽ có cái cảm giác là ồ, da của mình có một lớp gì đó đã bị rửa trôi đi mất và chỉ còn lại ở dưới một lớp da non, mỏng manh, rất là mềm, rất là mướt và rất là sáng đúng không? Nói chung là nó sẽ sáng hơn rất nhiều sau khi chúng ta tẩy da chết xong. Và yeah, đó là cái vấn đề. Bởi vì chúng ta cảm thấy cái cảm giác tẩy da chết xong nó quá sướng đi, chúng ta tẩy như điên, như cuồng, tẩy rất là nhiều luôn. Và đó là một cái sai lầm cực kỳ. Các bạn có biết là cái lớp da chết á, thì thật sự ra nó là một cái lớp biểu bì da mà nó đã gọi là bị lão hóa, xong rồi bị tác dụng xấu của môi trường, xong đúng là nó đã bắt đầu bong lên ở dưới, thì thế nào cũng sẽ có một lớp da nó non hơn, mềm hơn, rồi nó sáng hơn, nó đẹp hơn. Thì lúc chúng ta tẩy giống như là chúng ta tẩy đi cái lớp bẩn bẩn ở trên á, thì sẽ còn ở dưới một bề mặt rất là thích. Tuy nhiên thì cái bề mặt thích thích ở dưới đó đó thì nó cũng sẽ đồng thời nó sẽ yếu hơn cái lớp mà trâu lì ở bên trên, đương nhiên rồi đúng không? Nó mỏng mà nó non mà nó mới mà. Rồi ngoài ra là nó sẽ rất là nhạy cảm luôn. Nó sẽ rất là nhạy cảm là tại sao? Bởi vì nếu mà các bạn vừa mới tẩy da chết xong, các bạn ra đường các bạn đứng thì trời má, tin mình đi, đó là một cái sự gọi là rất là kinh khủng. Rồi ngoài ra thì cái việc mà tẩy da chết thường xuyên nó còn có rất là nhiều tác dụng hại, tác dụng hại, mình nói cái gì không biết, có rất là nhiều cái sự hại khác, rất là nhiều cái nhược điểm khác. Bởi vì thứ nhất là nó sẽ làm cho da mình mỏng dần đi là cái tệ nhất, rồi sau đó thì nó sẽ làm cho da mình yếu hơn thì khi mà nó tiếp xúc với lại là ánh sáng nè, rồi khói bụi ngoài đường á, thì nó sẽ nhạy cảm hơn và nó sẽ dễ lên mụn hơn, tin mình đi. Da nào mà nó càng yếu càng non thì nó càng cần được bảo vệ. Vì vậy các bạn tẩy da chết vừa thôi, tẩy da chết từ một lần một tuần thôi, hai tuần một lần cũng được, nói chung là vừa thôi, để cái lớp biểu bì mà nó bong lên trên rồi á thì cũng để thời gian cho cái lớp mà da non da yếu ở dưới nó có thời gian để nó trở nên mạnh mẽ đã, rồi hẳn tách cái lớp bảo vệ của nó ra, rồi hẳn bắt nó đương đầu. Ok đó, các bạn có thấy không, cái tay của mình nè, cái tay của mình trời ơi, so với nguyên cái người của mình trời ơi là nó đen kinh khủng. Cái này là dưỡng da tay không? Mình hỏi lại câu này lần nữa, nếu mà bạn nào biết thì các bạn hãy comment dưới cho mình biết nha. Rồi, cái lý do thứ hai mà khiến cho các bạn càng dưỡng thì da của các bạn lại càng đen, đó chính là các bạn quá lạm dụng những cái sản phẩm mà nó có gọi là chức năng làm trắng. Thì chức năng làm trắng, chức năng làm mẫn da, chức năng làm sáng da, bất cứ cái thể loại gì thì nó đều sẽ khiến cho da bạn mỏng đi hết, tin mình đây. Dù nó là có thiên nhiên như thế nào thì cái cơ chế hoạt động của nó tốt nhất vẫn là sẽ loại bỏ hắc tố melanin đúng không? Rồi nó sẽ tẩy nhẹ cái lớp da chết ở trên bề mặt đi, rồi rất là nhiều linh tinh N cộng một thứ. Thì những cái lý do đó bằng một cách này hay cách khác
nó đều sẽ khiến cho da chúng ta mỏng đi. Và quay trở lại vấn đề da mỏng đi, như mình đã nói lúc nãy thì các bạn có thấy không, da mỏng đi, da non hơn thì cần phải được bảo vệ nhiều hơn, và nếu các bạn không bảo vệ đủ thì đương nhiên là nó sẽ đen hơn. Rồi, cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề nghiêm trọng nhất mà rất là nhiều bạn gặp phải, đó chính là tẩy da chết nhiều, dưỡng da nhiều nhưng bảo vệ da ít. Bảo vệ da ít là sao? Ví dụ như là mình vừa rồi mình ra đường xong mình quên mang khẩu trang, xong bây giờ cái mặt mình đỏ lè, các bạn có thấy không, cái mặt mình đỏ lè luôn. Và mình hứa với các bạn sau khi mình tẩy trang xong, mình bỏ đi cái lớp foundation cộng là cái lớp kem chống nắng trên mặt, là da mình cực kỳ đen, là da mình nó sẽ sạm xuống liền. Tại vì mấy ngày nay là mình dưỡng trắng rất là tích cực, mình rất là chăm bôi những cái sản phẩm, ví dụ như là serum vitamin C, rồi những cái sản phẩm nó có thành phần loại bỏ melanin đó linh tinh. Thì nhưng mà hôm nay chỉ cần một hôm thôi, chỉ cần một ngày thôi, các bạn ra đường giống như mình quên mang khẩu trang, để cái mặt gian gian trời nắng là xong. Là mình hứa với các bạn tình hình nó chỉ tệ hơn thôi chứ nó không có tốt đẹp hơn chút nào hết. Bởi vì da của chúng ta trong quá trình dưỡng trắng nó cực kỳ nhạy cảm ánh mặt nắng mặt trời luôn. Và nếu chúng ta cứ cảm thấy là ok, chúng ta dưỡng cho da sáng một chút xíu, xong chúng ta kiểu như là ra đường xong rồi bắt đầu cảm thấy phơi phới, rồi ánh nắng chiếu vào xong cảm thấy da lấp lánh, nó còn xinh đẹp kiểu. Đúng rồi, da mình sáng lên mà, xong dưới sáng mặt trời nó còn sáng hơn nữa, xong rồi mình cứ thả là thế. Về nhà là đen lại ngay, mà thậm chí còn đen hơn trước khi dưỡng trắng nên. Năn nỉ các bạn là, mình cũng năn nỉ bản thân mình luôn, là từ nay ra đường, nếu các bạn đã bắt đầu dưỡng trắng da thì bắt buộc các bạn phải dùng kem chống nắng. Các bạn phải dùng kem chống nắng có chỉ số SPF vừa đủ, vừa phải, phù hợp với nhu cầu, phù hợp với loại da. Và đồng thời thì cái loại kem chống nắng đó thì nó sao ta, nó phải có sức bền á. Tại vì có một loại, nhiều loại kem chống nắng thì mình thấy là cái sức bền của nó cũng tương đối là kém. Thì hiện tại nha, mình sẽ lấy cho các bạn xem luôn. Thì hiện tại là gần đây thì mình đang sử dụng cái kem chống nắng của cái hãng này này, là hãng Clarins. Clarins thì cái dòng này mình nghĩ là nó rất là phổ biến với tất cả mọi người rồi. Cái loại kem chống nắng này nè, nó rất là bền vững. Và đặc biệt thì nó còn có một cái tác dụng nữa, đó chính là chắc chắn đây, anti-pollution, là nó còn có cản trở tác hại của khói bụi nữa, nên mình rất là thích. Và cái loại kem chống nắng này thì khi mà mình sử dụng á, thì chỉ cần mình có bôi nó rồi mình có che chắn cẩn thận thì da mình không có bị đen đi bao nhiêu hết, dù mình có đi dưới nắng. Nhớ nha, thêm một cái yếu tố nữa là ngoài việc bôi kem chống nắng thì các bạn còn phải che chắn cẩn thận, các bạn có biết không? Tại vì nếu mà các bạn không che chắn cẩn thận thì dù các bạn có bôi kem chống nắng, nhưng mà kem chống nắng again không phải là kem chống đen, nó chỉ là giảm thiểu tác hại của tia UVA và UVB, ngăn cản phần nào quá trình hình thành melanin thôi. Cái melanin là cái hắc tố mà làm cho mình đen á. Còn tất cả những cái thể loại mà các bạn muốn trắng hơn rồi các thứ thì các bạn phải đeo khẩu trang, các bạn phải đội cái nón vô, xong rồi các bạn thấy nắng thì các bạn đừng có hất cái mặt lên, mà phải cúi cái mặt xuống, và sau đó cuộc đời của các bạn sẽ rất là hạnh phúc. Các bạn tin mình đi. Đó là tất cả những cái gì mà mình nghĩ là rất là quan trọng. Mình nghĩ là tất cả các kiến thức này á, thì những cái bạn mà đã skincare thường xuyên, đã quen rồi thì chắc chắn sẽ biết. Tuy nhiên, những điều mà nói cho video ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất là hữu ích cho các bạn newbie luôn. Tại vì các bạn ấy sẽ, lúc mà người ta bước vào dưỡng da giống mình hồi xưa thì mình luôn nghĩ là mình phải dùng cái gì đó cho da mình trắng lên đó. Thì là bắt đầu mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm nó nguồn gốc không rõ ràng, rất là sợ, rồi có tác dụng làm trắng nhanh cũng rất là sợ. Rồi mình không có chịu bảo vệ hết trơn, mình cứ bôi, mình nghiện bôi kem ban đêm mà được rồi, ra đường ban ngày không có kem chống nắng luôn. Trời ơi, tin mình đi, cái khoảng thời gian đó mặc dù thời gian đầu thời gian mình nó trắng lên trông thấy, nhưng mà sau đó thì tụt dốc rất là nhanh, và cái quá trình dưỡng thể thì nó rất là mệt. Nên các bạn, đầu tiên nếu muốn da mình trắng hơn, đặt cái bước bảo vệ lên hàng đầu, đặt bước bảo vệ lên hàng đầu. Còn những cái sản phẩm mà dưỡng ở dưới á, thì mình có thể là dưỡng ẩm đủ thôi cũng được, và chỉ cần mình che chắn thôi là mình không khiến da mình bị đen thêm rồi. Rồi cái cơ chế của mình cũng từ từ đào thải melanin ra, cơ thể nó có thể tự đào thải mà. Rồi các bạn chỉ cần tẩy da chết nhẹ nhàng, liên tục bảo vệ. Rất quan trọng, bảo vệ cái bước đó các bạn phải đặt nó lên hàng đầu, nó rất là quan trọng luôn. Ok, thì cái video ngày hôm nay nó chỉ như vậy thôi. Đó là video về beauty đầu tiên mà mình làm trong một khoảng thời gian cực kỳ dài. Phải không ta? Cái video điêu khắc cho mày có được tính là video beauty không? Nhưng nó cũng đâu phải là tips mà để chăm sóc da đâu, đúng không? Nên mình sẽ ra review video thường xuyên, nên các bạn nhất định phải ủng hộ gà trở lại đó nha. Ngoài ra thì dạo này mình sẽ chăm chỉ update và đọc câu hỏi của bạn nhiều hơn trên Instagram, nên mình sẽ để link Instagram của mình ở dưới, các bạn nhất định phải follow đó.
là phong lâm xong thì có câu hỏi nào các bạn hãy đặt cho mình, mình sẽ chỉ đã xem thôi, sau đó mình sẽ làm video trả lời tổng hợp. Tại vì nếu mà mình trả lời hết bằng tin nhắn thì mình cũng không có khả năng, mình cũng kiểu lu ba lu bu, với lại là mình cũng lười texting nữa ấy, mình sẽ trả lời bằng video luôn cho nó cụ thể. Ok agree ha. Các bạn có thấy không, cái vùng da này nè là cái vùng da thường xuyên được tiếp xúc với mỹ phẩm. Đây, nó còn trắng hơn cái mặt mình, mặc dù mặt mình là có foundation nha, nó trắng hơn cả cái vùng da dưới này, tại vì nó thường xuyên được tiếp xúc với mỹ phẩm và nó thường xuyên được bảo vệ thì nó sẽ trắng như thế này. Còn đây là cái phần da không được chăm sóc, không tiếp xúc với mỹ phẩm, tại vì bình thường mình bôi mỹ phẩm mình bôi bằng cái mặt này mà, đóng mũi mặt này đâu, rồi mình còn không bảo vệ nó được kỹ nữa, xong nó đen như thế này đây. Rồi các bạn thấy sự khác biệt chưa? Ok, so video của mình ngày hôm nay đến là kết thúc. Hy vọng các bạn thích video, nếu các bạn thích thì nhớ là subscribe channel First Day nha. First Day nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.